Ngày hôm nay, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra điều kiện an toàn hành khách và hàng hóa trên các bến cảng, tuyến giao thông thủy. Theo đó, sẽ đồng loạt kiểm tra và kiên quyết xử lý những vi phạm, nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Sở dĩ đợt ra quân đồng loạt xử lý vi phạm trên vì trong quý 1 năm 2016 là thời điểm có nhiều lễ hội nhất trong năm và có nhiều hành khách sử dụng phương tiện thủy đi vui chơi trong lễ hội, đồng thời nhằm mục đích kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2015. Cụ thể sẽ kiểm tra tại các lễ hội Chùa Hương Hà Nội, Chùa Bái Đính Ninh Bình, lễ hội bơi truyền thống trên sông Diêm Thái Bình, lễ rước nước trên sông Hồng Hưng Yên, bến khách ngang sông Đức Bác, Đò Lời, Vạn Phúc, lễ hội rước nước ở làng Bồng Thượng Thanh Hóa, lễ hội điện Hòn Chén Thừa Thiên Huế.